Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao & Baguette, 714-617-5611. Xuân Kinh và Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, Xuân Kinh. Good morning anh Đoàn Trọng và good morning quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Sáng. Và như thường lệ thì chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay xin bắt đầu bằng những điểm chính của thời tiết. Quý vị khán giả thân mến, thời tiết ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 71 độ F, thấp nhất là 57 độ F và tốc độ gió trung bình là từ 10 cho đến 20 dặm mỗi giờ. Và như đã đưa tin thì xuyên suốt tuần này trời rất là nắng ấm, rất là đẹp và nhiệt độ trung bình là 70 độ F. Thưa quý vị, khí hậu vẫn là được gọi là tuyệt vời ở tại miền Nam California. Trong lúc đó thì chúng ta hướng về Philippines. Ngày hôm qua chúng tôi đã gửi đến quý vị tất cả các tin tức liên quan đến trận động đất ở tại Philippines. Nhưng ngày hôm nay tất cả những sự kiện vẫn diễn biến và có một trận động đất thần thứ hai đã diễn ra ở tại Philippines. Xuân Quỳnh, với tất cả những tin tức đánh đi từ Philippines như thế nào thưa Xuân Quỳnh? Thưa quý vị, một trận động đất mới đã xảy ra ở miền trung Philippines vào hôm thứ Ba và một ngày sau trận động đất mạnh 6.1 độ làm rung chuyển đất nước miền Bắc và khiến ít nhất là 16 người thiệt mạng. Trong đó thì các một siêu thị sụp đổ, nơi những người cứu hộ đã tranh nhau tìm người sống sót. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ đặt cường độ của trận động đất thứ ba là ở mức 6.4 độ, trong khi cơ quan địa chấn địa phương cho biết nó chỉ là 6.5. Trận động đất tập trung ở gần thị trấn, đó chính là San Julian, thuộc tỉnh Đông Sama và khiến cư dân lao ra khỏi nhà cũng như là nhân viên văn phòng đã lao ra để tìm nơi an toàn. Không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại lớn từ trận động đất mới. Các lớp học và các công nhân văn phòng đã bị đình chỉ ở San Julian, nơi các vết nứt trên đường và các tòa nhà nhỏ và một nhà thờ đã được báo cáo. Kính thưa quý vị, đó là động đất tại Philippines. Gần đây thì có thể nói là khí hậu và thời tiết nó biến đổi một cách ra là có thể nói là rõ ràng là có được những sự thay đổi về vấn đề khí hậu và thời tiết trên toàn cầu. Tất cả các trận động đất cũng giống như tất cả bão lụt luôn luôn liên tục diễn ra. Bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại Colombo và một trong những thủ đô của Sri Lanka vào ngày Chủ nhật vừa qua đã gây nên một trong những sự kiện lớn lao ở trên thế giới về vấn đề gọi là bom nổ ở tại các nhà thờ. Những câu chuyện đau lòng về cuộc sống bị mất, tất cả những người thân yêu của họ đã ra đi một cách bất ngờ. Kính thưa quý vị, ngay những người nổi tiếng như có tên là Maya Duni là một trong những đầu bếp nổi tiếng trên truyền hình của Sri Lanka cũng đã bị thiệt mạng. Và tất cả những sự kiện đã tạo nên một bức ảnh trên toàn diện của những hình ảnh được đưa lên Facebook và đến bây giờ thì cho thấy sự kiện đã diễn biến như thế nào thưa Xuân Quỳnh. Thưa quý vị, số người chết trong các vụ tấn công tự sát vào hôm Chủ nhật phục sinh tại các nhà thờ và các khách sạn đã tăng lên là con số là 321 người. ISIS đã nhận trách nhiệm nhưng các cơ quan chức năng ở nước này đã đổ lỗi cho hai nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương về vụ đánh bom. Có thể nói với sự giúp đỡ từ bên ngoài, một cơ quan cấp cao tại đất nước này đã nói rằng cuộc điều tra sơ bộ cho thấy cuộc tấn công đó chính là một sự trả đũa của vụ thảm sát người Hồi giáo vào ngày 15 tháng 3 tại các nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand. Video đã xuất hiện cho thấy một số những kẻ đánh bom đã rất là bình tĩnh khi bước vào nhà thờ vào hôm Chủ nhật phục sinh với một chiếc ba lô lớn và đã có ít nhất là 40 người đã bị bắt giữ. Thứ ba có thể nói là một ngày quốc tang tại đất nước này khi mà các luật khẩn cấp nghiêm ngặt cho phép cảnh sát nơi đây bắt giữ mà không cần lệnh của tòa án. ISIS đã nhận trách nhiệm vào thứ ba về vụ đánh bom tự sát vào Chủ nhật phục sinh ở Sri Lanka. Khi mà một quan chức ở nước này cho biết cuộc điều tra sơ bộ về vụ tấn công cho thấy đây chính là sự trả thù của vụ thảm sát Hồi giáo tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand. Các cuộc đánh bom phối hợp vào Chủ nhật nhắm vào các nhà thờ và khách sạn trong vùng xung quanh thủ đô Sri Lanka và đã giết chết hơn là 320 người. Kính thưa quý vị, với chủ trương lấy hận thù để trả lấy hận thù, cả thế giới chúng ta đều lên án về một trong những cái hành động quá khích và tàn bạo đã diễn biến ở tại Sri Lanka. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy đã những gì đã xảy ra ở Sri Lanka là vấn đề trả thù cho cuộc tấn công chống lại người Hồi giáo ở thành phố Christchurch tại New Zealand. Bộ trưởng Quốc phòng Rowan đã nói trước Quốc hội rằng
không có quan chức Sri Lanka nào lập lại giá đánh giá về tình báo và không rõ Wirrawaddy là dựa trên các phán đoán của ông dựa vào điều gì để nói lên điều đó. 50 người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch ở tại Nhật ở New Zealand vào ngày 15 tháng 3, một trong những sự kiện đã được phục thù lại bởi những nhóm người Hồi giáo cực đoan mà đã đưa đến nạn nhân lên tới con số 320 người bị tử thương. Sự phối hợp của các vụ đánh bom ở Sri Lanka đã cho chúng ta biết số người chết trong cái vụ đánh bom ở Sri Lanka tăng lên một cái mức độ kinh khủng vào ngày thứ ba và đã được tuyên bố xem như là một ngày quốc tang của các vụ tấn công diễn ra vào hôm lễ Phục sinh tại Sri Lanka. Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria đã đưa ra những cái yêu sách giao trách nhiệm về vụ đánh bom hôm thứ ba và tuyên bố ngắm từ cách các tuyên truyền của nhóm rằng đó là hãng thông tấn của họ tự phong ISIS Hamas đã lưu hành, đó là tuyên bố chính thức họ nhận lệnh thủ phạm của vụ tấn công này. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo cũng đưa ra một cái sự kiện cho thấy họ cũng là đồng đứng ra chủ tích gọi là mục đích để tấn công tất cả các cụ tàn sát ghê gớm tàn bạo đã diễn ra tại Sri Lanka chỉ có nhằm mục đích trả thù cho vụ đánh bom người Hồi giáo ở tại New Zealand. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện mà ISIS không đưa ra các bằng chứng nào về mối liên hệ với phiến quân hoặc nâng cao trình độ kiến thức để có thể đặt bom trong trường hợp đã diễn ra vào hôm Chủ nhật vừa qua. Nhưng tất cả những sự kiện này cho thấy đã có một cái thế lực bên ngoài để đưa đến vụ tàn sát ở Sri Lanka vào những ngày Chủ nhật cuối tuần. Các quan chức Sri Lanka đã cung cấp ít chi tiết về cuộc điều tra của họ về các vụ tấn công. Video mới xuất hiện chỉ sau một đêm cho thấy một trong những kẻ đánh bom đã rất là bình tĩnh bước vào nhà thờ thủ phía bắc thủ đô Colombo. Hàng chục người đã bị thiệt mạng trong vụ đổ sau đó. Kính thưa quý vị, đó là chuyện Sri Lanka. Chúng ta lại đau lòng thấy hận thù cứ đem hận thù trải dài ở trên tất cả những nơi mà hành tinh chúng ta đang gánh chịu bởi những gọi là thế lực đối nghịch nhau và đến bây giờ thì đối lực với tất cả các tôn giáo với nhau. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta được phép trở lại Washington DC sau một cái thời gian dài Tổng thống Donald Trump có thể nắm lợi thế vào tất cả những gì tuyên bố sau bản cáo trạng của ông Robert Mueller và đặc biệt ông William Barr, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã diễn giải và gửi đến Quốc hội tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề điều tra trong 2 năm qua mà Tổng thống Donald Trump đã gọi là cuộc săn lùng của phù thủy. Và đến bây giờ thì chúng ta nhìn thấy Tổng thống Donald Trump và phu nhân của ông đang hướng về một cái tương lai tốt đẹp và về tính cách ngoại giao. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump và phu nhân của ông đã tuyên bố ngày hôm nay chính thức vào một cuộc thăm viếng Hoàng gia Anh sẽ được diễn ra vào ngày mùng 3 và mùng 5 tháng 6 tới đây. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân của mình đó chính là bà Melania Trump đang ở nước ngoài và dự kiến sẽ gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Nhà Trắng cho biết trong một số tuyên bố rằng Tổng thống đã chấp nhận lời mời của chuyến thăm cấp cao nhà nước tới Vương quốc Anh từ ngày 3 tháng 5 từ ngày 3 cho đến ngày 5 tháng 6, một vinh dự mà ông đã bị từ chối cho đến bây giờ. Kính thưa quý vị, đây là cuộc gặp lần thứ hai của Tổng thống với nữ hoàng sau lần đầu tiên gặp Quốc vương Anh vào mùa hè năm ngoái, nơi họ ngồi xuống uống trà kéo dài tại lâu đài Windsor. Kính thưa quý vị, hôm nay Tổng thống và gia đình của ông đã tuyên bố chính thức sẽ có một cuộc viếng thăm từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 6 với Vương quốc Anh. Và đây là một trong những sự kiện nổi bật vì, kính thưa quý vị, đây là một trong những hình thức ngoại giao rất lớn để củng cố uy tín của Tổng thống Donald Trump để bước vào trong những cái gọi là cái kỳ vận động tranh cử vào năm 2020 tới đây. Chắc quý vị biết mối liên hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Hoa Kỳ là coi như đứng hàng đầu. Vị đại sứ mà có thể nói rằng được coi là chức vụ cao nhất của trong Bộ Ngoại giao đoàn, kính thưa quý vị, đó là đại sứ tại Vương quốc Anh của Hoa Kỳ. Và nữ hoàng đã hình như đã có một cái sự kiện quan trọng là trong số 12 tổng thống Mỹ gần đây thì tổng thống nào cũng có một cái cơ hội để gặp nữ hoàng trong cái thời gian bà là trị vì Vương quốc Anh. Chuyến thăm có tính cách của hai quốc gia sẽ được tái khẳng định mối quan hệ kiên định và đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, đó là theo lời phát ngôn viên của giới chức quan trọng của White House đưa ra. Ngoài cuộc gặp gỡ với nữ hoàng, Tổng thống Donald Trump sẽ tham gia vào một gặp song phương với Thủ tướng Anh là bà Theresa May tại London. Chuyến thăm của ông với nhà lãnh đạo chính phủ Anh diễn ra khi mà bà May đang tiếp tục chịu đựng những trận chiến đang diễn ra trong chính đảng của bà ở tại Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, có thể nói đây là một trong những sự kiện liên quan đến vấn đề liệu khẳng định Anh vào thời điểm nào chính thức rời khỏi Liên minh Âu Châu.
Tương tự chuyến thăm năm ngoái, chuyến thăm năm mới nhất của Tổng thống Donald Trump có thể gặp phải sự phản đối. Chắc là quý vị đã biết năm ngoái Tổng thống Donald Trump có mặt tại Anh và Tổng thống đã gặp một cái sự đón chào không mấy lấy làm hài lòng của người dân thành phố London. Năm ngoái thì các cuộc biểu tình chống Tổng thống Trump đã bao gồm các cuộc tuần hành có tổ chức của các phong trào khác nhau đã được diễn ra tại thủ đô London khi Tổng thống Donald Trump có mặt tại thành phố này. Đáng chú ý nhất là một quả bóng bay khổng lồ mô tả hình Tổng thống là một em bé màu cam giận dữ, la hét và nắm chặt cái điện thoại di động với Twitter có màn hình là Trump Baby. Kính thưa quý vị, liệu những hình ảnh này có thể diễn ra vào ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm nay hay là không? Khi ở Anh, Tổng thống và đệ nhất phu nhân sẽ tham dự các buổi lễ tại Portsmouth để kỷ niệm 75 năm ngày cuộc chiến tranh khởi đi ở tại đệ nhị thế giới chiến ở tại Normandy. Normandy đó là cuộc đổ bộ của hàng ngàn quân quân đội Hoa Kỳ đổ bộ lên Normandy. Và là một trong những địa điểm bắt đầu cho những hoạt động của quân đồng minh đến giải phóng châu Âu trong kỳ đệ nhị thế chiến. Kính thưa quý vị, sau đó Tổng thống Donald Trump sẽ tới Normandy, Pháp, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để tham gia nhiều sự kiện kỷ niệm đến một trong những quốc gia đồng minh đã tham dự vào đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ tổ chức một cuộc họp song phương để tăng cường liên tục hợp tác chặt chẽ về lợi ích kinh tế và an ninh chung của thế giới. Kính thưa quý vị, đó là lịch trình vào tháng 6 tới đây của Tổng thống Donald Trump, chuyến đi đặc biệt tới Vương quốc Anh, đến Normandy và đồng thời gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để củng cố một thế lực liên minh ở tại với châu Âu. Chúng ta chờ xem những hoạt động tới đây của Tổng thống Donald Trump mang tính chất và ý nghĩa như thế nào. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại cho quý vị trong giây lát.